Hello mọi người, lại Vũ Anh đây. Thì trong video ngày hôm nay thì sẽ là một cái ho. Và Vũ Anh biết là mọi người mong chờ cái video này rất là nhiều, vì sắp tới là dịp 12 tháng 12 và rất nhiều những cái trang thương mại điện tử, những cái shop quần áo, những cái brand thời trang sẽ có rất là nhiều những cái đợt sale. Và Vũ Anh ngày hôm nay sẽ giới thiệu cho mọi người một số những cái món mà anh đã mua được trong dịp này nhé. Thông tin sản phẩm cũng như nơi mua, và nếu mà có link thì anh sẽ để bên dưới phần mô tả cũng như phần comment cho mọi người nhé. Thì nếu mọi người có thích món gì thì mọi người có thể check ở bên dưới nhé. Đầu tiên anh có một cái set với quần sweatpants và một hoodie như thế này. Thì đây là một cái set mà mặc vào chúng mình sẽ có cảm giác nó rất là thoải mái cũng như là rất là thể thao. Năm nay thì anh thấy là mọi người mặc cái kiểu đồ set như thế này rất là nhiều vì nó rất là tiện cho mình khi mà phối đồ ấy. Và nếu như mọi người chưa biết mặc gì trong mùa đông này thì mọi người có thể mua nguyên một cái set như thế này mặc vào đi ra đường rất là thoải mái, kể cả ở trong nhà cũng rất là thoải mái nữa. Và nguyên cái set này thì anh mua ở Iconic The Club, thì là một local brand. Thì anh tìm một cái set đồ nỉ như thế này rất là lâu bởi vì là rất là nhiều nơi bán nhưng mà nó không có phù hợp với cái ý thích của anh. Thứ nhất là nó là loại lót nỉ bông ấy, thì mặc sẽ ấm hơn vào mùa đông Hà Nội, bởi vì là những cái đồ set như thế này anh thấy là chỉ những cái local brand Sài Gòn mới làm thôi. Mà ở Sài Gòn thì người ta làm đồ nó không được dày cho lắm, bởi vì là trong mùa đông Sài Gòn thì nó không có lạnh ấy, như Hà Nội. Nên là anh thích cái bộ này là như thế, tìm rất là lâu. Thứ hai là cái màu này cũng là màu anh rất là thích trong năm nay. Trông nó sẽ rất là kiểu trendy, trông kiểu Mỹ Mỹ mà kiểu city boy, rất là thoải mái, rất là dễ chịu để mặc nhưng mà cũng rất là thời trang. Cái bộ set như thế này mọi người có thể mặc không này, hoặc mọi người mặc bomber, mọi người mặc những cái măng tô trench coat ở ngoài thì nó cũng trông rất là kiểu effortless, rất là nhẹ nhàng. City boy là một phong cách mà anh rất thích gần đây. Và tiếp theo nữa là cái thiết kế của nó rất là minimal, nó chỉ có bo chun ở đây này. Và tiếp theo là nó là một bộ nó rất là trơn từ đầu đến cuối luôn, không hề có bất cứ một cái graphic, sticker, chi tiết hay logo gì ở trên này cả. Nên là mặc mình sẽ cảm thấy nó dễ chịu hơn. Bởi vì có một số local brand cho logo vào một cách nó không cần thiết và nó làm xấu hẳn cái bộ đồ ấy. Nên là đôi anh rất là khó để chọn được một cái bộ nỉ mà hợp với mình. Thì đây là một bộ nỉ đôi anh rất là thích. Quần này đây thì cũng sẽ là bo gấu như thế này. Phần bo nó cũng khá là dễ chịu, dễ dàng cho mọi người có thể mặc. Phần cạp chun ở đây cũng rất là chắc và to, dày thì mặc khá là dễ trendy. Cũng như là nó không có làm cho bụng mình khó chịu ấy. Cái này có cả túi này, dây quần các thứ đầy đủ. Màu thì là cái việc mà chọn một cái bộ nỉ nó rất là khó vì phải mua theo set ấy. Nếu không là hai cái màu này nó sẽ không match được với nhau, vì có rất là nhiều loại vải nỉ, rồi màu nỉ nó khác, cái tone màu khác, cái undertone, rồi khác cái vân ở trên này nó cũng khác nhau nữa. Nên là mua một bộ như thế này thì anh nghĩ sẽ ok hơn, thay vì mọi người mua từng chiếc lẻ một, phối vào nó sẽ hơi bị sai một chút. Nhưng mà cái này sẽ là match với nhau hoàn hảo luôn. Rất là recommend mọi người mua thử nhá. Để phối với cái set đấy thì anh có một chiếc mũ cáp, mũ lưỡi chai như thế này ở đây. Thì đây là một local brand rất là nổi tiếng ở Hà Nội là Esther. Thì cái mũ này sẽ là một cái màu tone xanh lá cây mà anh rất là thích năm nay. Mọi người thấy là Đức Anh mặc rất là nhiều những đồ xanh lá cây như thế này. Và khi mình có một cái mũ như thế này thì mình có thể phối với những cái đồ xanh lá cây đấy của mình mà không có bị sợ nó bị lệch màu. Thì đây chúng mình sẽ làm một chiếc mũ có cái kiểu dáng khá là đẹp so với Đức Anh, bởi vì là ở bản thân cái đầu của anh ấy rất là khó đội mũ, nên là anh muốn đội một cái gì đấy mà nó có thể có cái độ sâu lòng nhiều ấy. Khi đội ấy thì mình sẽ có thể che được nhiều khuôn mặt của mình hơn, thay vì là một chiếc mũ nó khá nông thì trông nó cứ kiểu lơ lửng trên đầu thì anh không thích. Thì cái fit này là một fit mà anh rất là thích ở đây. Thì ở trên này chúng mình sẽ có một cái phần thêu miếng đáp ở đây có chữ S màu đen và viền trắng như thế này, trông là rất là minimal, trông là rất là city boy, rất là khỏe, rất là trendy luôn. Và cái màu này là cái màu xanh đẹp nhất mà anh nhìn thấy. Mọi người có thể phối cái này với rất nhiều set đồ như thế kia này, hoặc là những cái sweater và những cái bộ trang phục nào của mọi người mà cảm thấy nó hơi bị thiếu màu sắc một chút, hoặc là mọi người có màu xanh như thế này ở trong cái bộ trang phục của mình thì đội vàng nó rất là đẹp luôn. Thì anh sẽ phối cái mũ này với rất là nhiều những cái trang phục trong ngày hôm nay. Nói chung là một cái mũ mà anh rất là recommend mọi người mua. Dáng rất là đẹp, nói chung là dáng rất là đẹp, mọi người tin được anh đi. Đây là một chiếc mũ dáng đẹp nhất mà anh từng thấy luôn. Look what you made me do. Yeah, 새벽 2시 I've been thinking about you all the time. Racing, I've been searching everywhere. 근데 네가 없잖아. 문자 보내게 making time even when I'm on the grind. I hold up. Yeah, 나 아직 걸려. 처음 만났을 때부터 지금까지 떨려. All my days I be on the way. 걱정하지 마, my baby. Tiếp theo là một sản phẩm của một local brand anh rất là thích. Cái này là của Lee Studio, là một cái brand ở Hà Nội. Và đưa anh đánh giá là Lee Studio là một cái brand có chất liệu là khá là premium, nhưng cái mức giá của nó cũng khá là hợp lý so với cái chất liệu. Thì ở đây là một cái jacket hu chất dạ như thế này. Nó sẽ giống như cái chất mọi người hay mặc măng tô ấy, nhưng mà nó là một jacket dạ kiểu như giống áo sơ mi. Thì khuy ở đây của chúng mình sẽ là khuy bấm như thế này, bấm rất là xịn luôn. Và cái chất liệu rất xịn, cũng như là detail chi tiết ở đằng sau áo này rất là đẹp, làm cho cái lưng của mình trông nó boxy, nó nam tính, nó đẹp hơn chứ nó không bị bó bó vào cái lưng ấy. Phần cắt xẻ ở đây cũng rất là đẹp, trông rất là thanh thoát và chất liệu rất xịn luôn, không cần nói nhiều.
Và cái đặc biệt anh thích ấy là cái phần túi áo đằng trước ngực ấy nó rất là to. Vì nó to cho nên là mọi người thấy là so với cái tỷ lệ khuôn mặt của anh nó sẽ làm cho cái khuôn mặt của anh nhỏ hơn, vì có một cái khoảng rất là to ở đây thì nó làm cho tỷ lệ khuôn mặt mình trông nhỏ hơn, trông đẹp hơn. Có một tỷ lệ cơ thể nó đẹp hơn là rất là quan trọng luôn. Thì cái size ở đây anh mặc là size M, và cái size đồ jacket này của Listio khá là to nên là đứa anh recommend mọi người nếu mà bằng đứa anh thì chỉ nên mặc từ size S đến size M tùy vào cân nặng của mọi người thôi. Thế anh mặc cái này thì hơi rộng một chút nhưng mà cũng khá là ok, trông nó boxy xì. Mọi người thấy không? Cái detail, cái chất của nó rất đẹp luôn này, mọi người nhìn này. Rất là xịn, premium, xịn thực sự, bên trong lớp lót rất là đẹp, khuy bấm cũng đẹp luôn, rất là detail chi tiết như thế này. Và một cái anh rất thích ở Listio đó chính là họ không bao giờ bỏ những cái logo cũng như là detail của mình lên trên cái sản phẩm của họ, là một điểm anh rất là thích luôn, rất là trân trọng cái việc đó. Bởi vì là mình không phải là một cái bảng quảng cáo di động cho một cái brand nào đó mà cứ phải mặc đi ra ngoài. Và thực chí là thực ra nếu như cái logo nó đẹp thì không sao, nhưng nhiều khi các local brand cho logo vào một cách nó không cần thiết thì anh không thích cho lắm. Thì đây là một cái sản phẩm anh rất là thích, rất là recommend mọi người mua trong cái năm nay. Bởi vì bản thân anh không mặc những cái trench coat, bởi vì anh thấy là nó hơi dài, hơi lượn thượt so với cái dáng người của anh cho lắm, nên là đôi anh thích là mặc những cái jacket có cái chất dạng như thế này, cũng tương tự vậy thôi, phối cũng vậy, với hoodie, với sweater rất là đẹp luôn. Thì đôi anh thích như thế này hơn, trông nó đỡ bị ngắn người ấy. Và cái chất liệu này cực kỳ ấm luôn. Trong mùa đông thì anh chỉ mặc một cái áo thun lót ở bên trong thôi chứ không cần phải mặc gì nhiều, đã rất là ấm rồi. Thì rất là recommend mọi người thử cái sản phẩm này, rất là xịn, rất đáng giá tiền luôn. Tiếp theo chúng mình đến với một cơn lốc màu xanh. Thì đây là một cái sweater màu xanh lá cây mà anh mới mua dịp gần đây. Thì cái áo sweater này là của brand Exeter luôn. Và cái màu xanh năm nay của Exeter anh thấy rất là đẹp. Và năm ngoái anh cũng mua được một cái sweater của Exeter rất là đẹp, cũng là cái phong cách như thế này, trông là preppy, kiểu Cambridge ấy, như cái áo như thế này, giống như áo của các trường đại học ấy, thì rất là đẹp luôn. Màu xanh rất là đẹp, chất liệu rất là mịn, rất là xịn luôn, mặc rất là dễ chịu. Ở bên trong của chúng mình sẽ là một chất liệu nó không phải là lót bông, nên là mặc cái này nó sẽ cảm giác nó không bị nặng người, nó không bị xù người. Một số sweater mà đứa anh thấy thì nếu mà nó lót bông nhiều thì trông mình hơi mập một chút. Hoodie thì anh thích mặc là lót bông, nhưng mà sweater thì anh thích mặc như thế này hơn, trông nó nhẹ nhàng, trông nó flow hơn ấy. Và thường sweater chúng mình sẽ mặc ở bên trong này, hoặc là chúng mình sẽ mặc vào những cái ngày nào mà nó mát trời dễ chịu thì chúng mình sẽ mặc sweater, thì anh thấy dễ chịu hơn cho cái việc layer. Còn nếu mà nó quá dày thì layer nó không được đẹp cho lắm. Đó là tùy vào cái mục đích của cái việc phối đồ ngày hôm đấy mà đứa anh sẽ chọn một cái sweater có lót bông hay không có lót bông. Thì đây là một cái mà đứa anh rất là thích. Trên này chúng mình sẽ có những cái detail kiểu dán ở đây, hình dán rất là xịn nhá. Và mọi người thấy nhá, chi tiết xuất hiện duy nhất của cái brand sẽ là rất là nhỏ ở đây, Exeter, và nó chìm đằng sau cái dấu này, nên là mặc nó rất là dễ chịu cho mình trong cái việc đi ra đường, mà không phải kiểu là mặc một cái biển quảng cáo của local brand. Nhưng mà họ vẫn muốn có một chút điểm nhấn của cái tên brand ở trong này, rất là nhỏ ở đây thôi, nên cảm thấy rất là dễ chịu, rất là tinh tế với những thiết kế local brand của Hà Nội luôn, thực sự đấy. Thì phần tay của chúng mình sẽ là bo như thế này, chất vải bo rất là xịn của một local brand nhá, rất là xịn luôn. Ngoài ra chúng mình có một cái tab nhỏ của Exeter mà thường họ hay cho vào, nhưng mà ở phần này rất là nhỏ, không bị nhìn thấy nhiều. Thì giống như những cái đồ mùa đông khác của Exeter thì bên dưới đáy tay áo bên trái luôn luôn có dòng chữ You Look Good, thì là một cái lời động viên cho mình khi mà mình mặc đồ mà mình muốn đẹp, không có ai khen ấy, thì mình có thể nhìn dòng chữ này và thấy là mình trông cũng khổ đấy chứ. Thì năm nay với những cái sweater như thế này đó, anh có rất là nhiều kiểu mặc khác nhau. Mình có thể mặc layer bên trong mà áo phông trắng, mặc quần đùi, quần nỉ các thứ thì trông là sẽ rất là thể thao, trông là rất là city boy. Mọi người có thể nghe city boy rất là nhiều trong cái video ngày hôm nay, vì đó là cái phong cách mùa đông ấy, hay mặc là city boy ở đấy. Thì mặc nguyên cái áo như thế này trông rất là ok. Thứ hai là chúng mình có thể như kiểu là gấp cái áo này lại và quàng qua đằng sau như thế này, trông rất là xinh. Thì anh sẽ cho mọi người xem anh phối như thế nào. Nhưng mà thực sự đấy, năm nay có rất là nhiều kiểu phối cho sweater đồ đông mà anh rất là thích. Mặc dù bình thường anh không thích đồ đông cho lắm, bởi vì anh không thích mặc layer ấy, nhưng mà năm nay anh thấy là có vẻ như là chịu lạnh được giỏi hơn. Thì đấy là một chiếc sweater highly recommend mọi người mua, chất lượng rất xịn 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 luôn. Thank you.
나머진 바빠 계속 레인 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 Tiếp theo là một cái áo hoodie mà anh rất là thích, áo mồi mới của anh ấy mọi người. Thì tất nhiên vẫn là cơn lớp màu xanh, nó rất là màu xanh, xu hướng rất là Giáng sinh đúng không? Thì màu xanh này là màu xanh lá cây. Thì cái chất liệu này sẽ là chất liệu lót nỉ bông, trông nó dày dặn hơn, mặc một mình nó cũng rất là dễ chịu, boxy, ấm áp cho mọi người. Cái dây hơi dài một chút. Thì Đức Anh có một cái phương pháp thắt dây mới trong mùa đông năm nay của hoodie, là nghĩa là thắt dây câu cá như thế này. Thì trông nó sẽ vẫn đủ độ ngắn này, và nó không có bị trông chán đời ấy, nói chung là trông là khá là xịn. Nâng cấp cái áo thêm một chút thì nó sẽ có những cục ở đây như thế này, trông khá là xinh, khá là yêu và trông cũng thể thao và high tech nữa. Thì đằng sau rất đẹp, đằng sau cái áo này thì anh nghĩ là nó đẹp hơn đằng trước. Thì đằng sau nó sẽ có một cái hình graphic như thế này, trông rất là nghệ đúng không, rất là minimal kiểu art ấy. Thì anh rất là thích như cái này đằng sau, rất xinh luôn. Chúng mình vẫn có túi ở đây nhá. Đấy, phần túi như thế này. Thì nhưng mà mặc dù là hoodie có túi trông đẹp, nhưng mà Đức Anh khuyên mọi người là không nên để gì vào túi, nếu không là cái phá cái dáng của túi hoodie ấy, thì trông nó sẽ rất là sập sệ, rất là chán. Kiểu đây này, đấy, nó đang mới ấy, thì nó phẳng rất là đẹp như thế này. Khi mọi người cho nhiều đồ vào quá ấy, thì nó sẽ bị phồng ra, nó sệ xuống rất là xấu. Mặc dù nó có túi nhưng mà Đức Anh nghĩ là mọi người không nên cho cái gì vào túi cả, trừ đôi tay thôi. Thì những cái hoodie như thế này thì thường anh sẽ mặc nó cái phong cách nó dễ chịu thôi, mặc với quần nỉ chẳng hạn hoặc quần đùi đi ra đường ở nhà cũng rất là ok. Nói chung phong cách của Đức Anh nó như kiểu là từ trong nhà ra đường ấy, nên là nó rất là dễ mặc cho mọi người, và anh nghĩ là ai cũng có thể mặc cái kiểu mà anh hay mặc được. Ở đây cái độ dài rất là vừa luôn, mặc rất đẹp, mặc với quần short hay mặc với quần nỉ, quần jean các thứ đều rất là đẹp. Và cái này thì anh nghĩ là nếu như mọi người mặc layer thì sẽ phải layer những cái áo rất là to như kiểu là bomber ấy, thì nó mới vừa, bởi vì cái phần nách áo nó khá là xuống. Cái này thì thích hợp với cái việc mọi người mặc một mình nó không thôi, còn nếu muốn mặc layer thì anh nghĩ là nó chưa được hợp với mặc layer cho lắm. Mặc với trench coat thì anh nghĩ là không mặc được rồi nhá, bởi vì nó khá là to, khá là khó mặc với những cái măng tô như thế. Bomber thì có thể ok, tùy vào cái bomber một người to hay nhỏ, nhưng mà với bản thân anh thì cái áo này mặc của mình rất là đẹp rồi, nên không cần layer gì hết nữa. It's a baby, oh, oh. Cuối cùng sẽ là một item mà anh nghĩ là mọi người tò mò từ nãy đến giờ rồi. Thì đây là một chiếc áo Zealand, một cái sweater vest của anh, trông như thế này đây. Thì sweater vest năm nay đã quay trở lại và nó có rất là nhiều kiểu dáng, như cách make khác nhau. Và anh thấy là mọi người hay mặc cái sweater vest mà nó có cái họa tiết caro ấy, kẻ bàn ô bàn cờ ấy, thì anh cảm thấy là nó hơi chiến quá so với cái phong cách ăn mặc của anh. Thì anh muốn mặc một cái gì đấy nó soft hơn, thì ở đây nó có thông màu pastel rất là xinh, rất là yêu như thế này. Đấy, trông rất là tự nhiên, thiên nhiên, hợp với anh đúng không mọi người? Cái len đấy là một cái len mà anh rất là thích, bởi vì nó là cái dạng len mà nó hơi xù, mềm mềm, mượt mượt kiểu lông thỏ ấy, nhưng mà nó không hẳn là lông thỏ đâu, nhưng mà thật ra anh cũng chẳng biết về chất liệu len. Nhưng tuy nhiên nó rất là xịn. Đức Anh đã từng thử một cái sweater vest, một cái gilet mà khác ở trên Shopee rồi, nhưng Đức Anh thấy nó rất là dở, nhưng cái này rất là xịn nhá. Co giãn rất là xịn, mềm mượt, mặc sướng, nhìn rất là đắt tiền luôn, xịn. So với cái giá tiền thì nó rất là trông rất là đắt tiền, nhưng nó cũng không là xịn đến mức đấy. Mọi người thấy là cái flow nó rất là mềm luôn ấy, nó không bị cứng, nó không bị bó đét ấy. Fit rất là đẹp luôn ở đây. Cái cổ này trông màu pastel phối rất là xinh. Thì anh mặc với quần jean, bạn thấy không? Cái tông màu xanh nó kết hợp với nhau rất là yêu luôn. Thì đấy là cái item cuối cùng ngày hôm nay, và có lẽ là một trong những item anh thích nhất. Thực ra những cái món ở đây không phải tất cả những cái món anh đã mua đâu. Có một số những cái món nữa anh mua mà anh cảm thấy là cái chất lượng, kiểu dáng cũng như là cái cảm quan của anh về ở bên ngoài nó không được đẹp, không được như cái ý muốn của anh trên hình, thì đứa anh sẽ không cho lên video, nhưng mà đứa anh sẽ pass lại ở trên cái Instagram mà đứa anh hay pass đồ ở đây. Thì nếu mà mọi người có tò mò và muốn tìm kiếm những cái món đồ mà của Đức Anh nhưng mà nó chưa phù hợp với cái style của Đức Anh cho lắm, cũng như những cái món đồ mà mọi người rất là thích của Đức Anh mà không còn hàng nữa và Đức Anh có nhu cầu pass lại, thì anh sẽ để đây mọi người thêm vào để xem nhé. Cảm ơn mọi người xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và subscribe, nhấn nút chuông bên cạnh để gặp Đức Anh 2 lần mỗi tuần vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần nhé. Cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại.